đầu nè, buộc cái quần lên đá nè, quẹt bỏ quần nha. Rồi. Định quay sớm. Không có thấy cái mặt đâu sợ. Rồi sao luôn? Bỏ ra rồi. Rồi, ở này đá cái căn nè, này rồi mới hậu vệ chiến nè. Thấy không mọi người? Hậu vệ chiến à. Bữa nay không có thằng thú môn tôi à. Ừ kìa nữa kìa. Ê, coi kỹ thuật này. Không biết sao mà nhỏ nó lấy banh được luôn á. Uống nước nè. Văng bóng đá thôi là phải uống nước như vậy đó. Chứ đừng má luôn. Má giống tết luôn à. Đâu người lượt xem tới 100 mấy rồi. Cũng hơi nhiều quá. Lượt đăng ký 100 mấy rồi. Cũng không quá dữ. Đây, đúng môn từ hôm qua nè nè. Sân nhỏ quá, bắn chim không? Hôm qua là chết nha. Trời ơi, quá hậu vợ tôi quá dữ. Găm mắt mà. Đau rồi, chết người nhỏ. Nhỏ nhắc nhắc rồi. Rồi trả bóng về. Thấy chưa? Rấy ra mắt tôi chưa? Cái nào có sợ banh đâu. Con mắt tôi huấn luyện mà. Đây thằng mập thằng ốm. Wow, dễ mang. Đây đã bóng qua thì môn tôi nha. Làm màu cái đúng không? Làm màu cái coi. Nói gì? Mua cây chống luôn đi. À 2 triệu rồi. Không mà điện thoại anh cũng không đến nổi. Đăng lên thấy cũng không đến nổi. Thấy đúng không? Tôi chưa làm màu nào nhưng mẹ đá chung khán giả ngoài luôn. Cái móc vô không qua được. Thế muốn nhà ông lộn đi đúng không? Lụm ăn mừng đúng không? Đúng không? Chưa được ghi bàn. Để tôi biết. 7 giờ.